Cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Cháy dữ dội tại nhà kho gần dinh thự của ông Putin. Quân tiếp viện Nga biến Kubian thành tâm chấn chiến sự. Lực lượng Ukraine trụ vững. Cuộc tấn công của Ukraine vào trung tâm hậu cần và tuyến tiếp viện bắt đầu phát huy tác dụng. Nga đối mặt với cơn đói đạn ở miền Nam. Anh cung cấp cho Ukraine siêu vũ khí để săn trực thăng cá sấu k 42 của Nga. Quân đội Ukraine bao vây đánh gục nhóm lính Nga ở Urozen. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thì ý mến chào quý các khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Cháy dữ dội tại nhà kho gần dinh thự của ông Putin. Kính thưa quý vị, Hỏa hoạn đã xảy ra tại một nhà kho ở thị trấn Odinsovo, phía tây Moscow. Nhà kho này cách dinh thự của Tổng thống Nga Putin khoảng 6,5 km. Theo Reuters, trong ngày 11 tháng 8, Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga cho biết, một đám cháy lớn đã bùng phát tại nhà kho nằm trong khu công nghiệp Odinsovo. Vị trí xảy ra hỏa hoạn nằm giữa sân bay Vnukovo, ngoại ô của Moscow và dinh tổng thống. Thưa quý vị, truyền thông Nga cho biết, ngọn lửa đã bao trùm một khu vực có diện tích khoảng 2.000 m2. Tới 23 giờ 53 phút ngày 10 tháng 8, cơ quan cứu hỏa đã khống chế được đám cháy, không có báo cáo thương vong trong vụ việc. Để đảm bảo an toàn, sân bay Vnukovo cũng tạm thời đóng cửa trong tối ngày 10 tháng 8. Hiện sân bay này đã hoạt động bình thường trở lại. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga không cung cấp thông tin về nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn, cũng không tiết lộ về những gì có trong nhà kho. Trong thời gian vừa qua, khu vực xung quanh thủ đô Moscow liên tục phải đối mặt với những vụ cháy nổ. Vào ngày 9 tháng 8, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở nhà máy quan học Sergeyev Mossad, ngoại ô của Moscow. Vụ nổ khiến cho một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Nguyên nhân của vụ việc được cho là do vận hành kỹ thuật không đúng cách. Trong ngày 4 tháng 8, hỏa hoạn cũng xảy ra ở hai nhà kho chứa sản phẩm cao su ở thị trấn Jakoma, vùng Moscow. Không có thương vong được ghi nhận trong vụ việc. Quân tiếp viện Nga biến Kobian thành tâm chấn chiến sự, lực lượng Ukraine trụ vững. Các quan chức Ukraine nói rằng quân tiếp viện của Nga đã biến mặt trận phía Bắc ở khu vực phía đông Kharkov thành tâm chấn của chiến sự, nhưng lực lượng phòng thủ của Ukraine vẫn đang nắm giữ nơi này. Ruslan Mojichuk, phát ngôn viên của lực lượng vệ binh quốc gia, nói với truyền hình Ukraine vào ngày 10 tháng 8, hứng Kobian vẫn là tâm điểm của các cuộc chiến, nơi kẻ thù đang tập trung các nỗ lực chính. Theo quý vị ông nói rằng số lượng lực lượng và phương tiện cũng như hoạt động gần đây của Nga cho thấy, quân Nga đang cố gắng lật ngược tình thế ở khu vực này của mặt trận. Mizuch cho biết, người Nga đã đưa các đơn vị tấn công đổ bộ đường không và họ được tăng cường bởi các đơn vị xe tăng với sự hỗ trợ của máy bay và pháo binh, đang cố gắng tấn công các vị trí của quân phòng thủ Ukraine. Ông nói, trong những tuần gần đây hơn 50 cuộc không kết đã diễn ra mỗi ngày, và đôi khi là hơn 80 cuộc. Ông Mizuchuk cho biết các cuộc tấn công của Nga được lên phương án để thu hút thêm các đơn vị Ukraine vào khu vực, nhưng ông không loại trừ nỗ lực chiếm chính thành phố kupian Nga đang cố gắng giành thế chủ động. Một quan chức khác của lực lượng vệ binh quốc gia, Mikola Ushalovic, nói các đơn vị Ukraine đã cố gắng chiếm giữ các điểm cao vượt trội xung quanh Visana và Novoselipske, hai ngôi làng phía đông Kupian. Nơi người Nga tuyên bố đã đạt được một số tiến bộ. Cherevaty cho biết, hệ thống phòng thủ đã được củng cố và khả năng tấn công cũng được tăng cường. Vì vậy tình hình khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Ông nói thêm rằng, chỉ trong một ngày, người Nga đã sử dụng pháo binh 559 lần, ngoài các cuộc không kích Cơ quan khẩn cấp nhà nước Ukraine cho biết vào sáng ngày 10 tháng 8, thành phố Kupian lại bị pháo kích, gây ra hỏa hoạn nhưng không gây thương vong. Ukraine đã thông báo bắt buộc sơ tán dân thường ở Kupian do chiến sự dữ dội ở đây. Trong khi đó, phía Nga cho biết lực lượng vũ trang Nga đã tiến vào Sinkovka, biên giới cuối cùng trước Kupian. Kênh Telegram Whisper of the Front nói rằng lính Nga đã tiến vào làng từ ba hướng, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 101 của lực lượng vũ trang Ukraine đang rút lui và 20 ngôi nhà đã bị chiếm đóng. Để đến được Kupian từ Sinkovka, các tay súng cơ giới của Nga phải đi từ 6 đến 8 km. Phía Nga tin rằng lực lượng của họ đang tiến đến gần việc giải phóng Kupian. Trước tình hình căng thẳng với lực lượng phòng thủ Kupian, Tổng thống Ukraine Zelensky đã tổ chức một cuộc họp theo hình thức đặc biệt về chiến sự tại đây, người đứng đầu lực lượng mặt đất của Ukraine tại Kupiansk, Alexander Sersky, đã tới trụ sở của lực lượng này, nơi mới được chuyển đến tây của thành phố. Ông này cho biết, khu vực phía đông Kupiansk hiện chỉ do các lữ đoàn cơ giới cơ động trấn giữ, các lữ đoàn phòng thủ đã rút lui. Cuộc tấn công của Ukraine vào trung tâm hậu cần và tuyến tiếp viện bắt đầu phát huy tác dụng. Nga đối mặt cơn đói đạn ở miền Nam người đứng đầu trung tâm báo chí điều phối thống nhất của lực lượng phòng vệ Nam Ukraine, Natalia Komeniuk, lưu ý rằng số lượng đạn pháo mà quân chiếm đóng Nga sử dụng trong khu vực này mỗi ngày đã giảm đáng kể do các cuộc tấn công vào hậu cần của kẻ thù. Khi nói trên sóng Teleton, bà Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine lưu ý rằng lực lượng phòng vệ tiếp tục cuộc chiến phản công và lực lượng này khá mạnh mẽ trong lĩnh vực trách nhiệm của họ. Hume lưu ý, Giờ đây một đặc điểm nổi bật là kẻ thù đang cố gắng duy trì số lượng đạn pháo ở bờ phải và bờ đối diện của cửa sông Di Nepper ở mức 70, nhưng số lượng đạn pháo đã giảm đáng kể. Bà giải thích, nếu trước đây mỗi ngày địch có thể sử dụng 400 đến 500 quả đạn thì nay còn chưa tới 300 quả. Nữ phát ngôn viên nói, điều này có nghĩa là xét cho cùng đòn dáng vào hậu cần và nguồn cung cấp của kẻ thù là khá hiệu quả và chúng tôi tiếp tục công việc này hume nhớt lưu ý rằng ở bờ trái nơi tập trung lực lượng của kẻ thù chúng vẫn đang tấn công từ xa vào các vị trí pháo binh hàng nặng bà hume nhớt nói và hai khẩu pháo mạnh đã bị phá hủy trong ngày hôm qua một lần nữa một chiếc thuyền với một nhóm trinh sát phá hoại nga đã bị tiêu diệt và cho biết thêm rằng cũng trong ngày hôm qua hai trạm quan sát một sở chỉ huy, trạm quan sát và một trạm kiểm soát đã bị Ukraine phá hủy. Như vậy là tổng cộng 55 quân chiếm đóng Nga đã bị tiêu diệt ở hướng Nam trong ngày hôm qua. Như đã báo cáo, bà Homenyuk trước đây đã lưu ý rằng quân chiếm đóng đang tăng cường lực lượng dự trữ theo hướng Zabrychia để bổ sung tổn thất cũng như điều động lực lượng sẵn có ở khu vực Kherson để duy trì khả năng hiện diện của họ. Theo bà tại khu vực Kherson, lực lượng phòng vệ tiếp tục giải phóng giải đất dọc theo tả ngạn của sông Đa ra khỏi quân xâm lược. Đồng thời, kẻ thù không ngừng pháo kích vào bờ phải. Bà Gumaniak nhấn mạnh rằng, những kẻ xâm lược đang thèm khát đạn dược, nhưng chúng đang cố gắng thoát khỏi tình trạng này, kéo và điều động các lực lượng và dự trữ. Anh cung cấp cho Ukraine siêu vũ khí để săn trực thăng cá sấu K-52 của Nga trước những tổn thất do trực thăng K-52 Alligator của Nga gây ra trên chiến trường, quân đội Anh sẽ bổ sung khả năng phòng không cho Ukraine. Trang tin Bulgarian Military cho biết, trong một động thái chiến lược nhằm giảm thiểu mối đe dọa từ trực thăng K-52 của Nga, Vương quốc Anh đang dự tính triển khai các hệ thống phòng không tầm ngắn di động, cải tiến tới Ukraine. Hệ thống này bao gồm tên lửa không đối không as ra được đặt trên khung gầm xe tải Spokabat HMT. Thưa quý vị, thông tin trên đã được lan truyền rộng rãi trên các kênh Telegram thân Nga. Bên cạnh đó, nhiều tài khoản Twitter chuyên theo dõi về tình hình chiến sự ở Ukraine cũng đã chia sẻ nội dung này. Tên lửa không đối không tầm ngắn Asram là tên lửa dẫn đường hồng ngoại được sử dụng bởi lực lượng không quân Hoàng gia Anh gọi tắt là RAF và lực lượng không quân Hoàng gia Australia gọi tắt là RAAF. Ashram được thiết kế để tấn công và tiêu diệt máy bay ở cự ly ngắn. Loại tên lửa này có thể được phóng từ nhiều phương tiện khác nhau, như là máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay không người lái. Ashram có tầm bắn lên tới 25 km và có thể đạt tốc độ tối đa Mach 3. Tên lửa này được trang bị đầu do hình ảnh hồng ngoại cho phép nó theo dõi và tấn công mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm Tên lửa có khả năng cơ động linh hoạt và có thể thực hiện các thao tác chuyển hướng ở tốc độ cao để tấn công các mục tiêu nhanh nhẹn. Động cơ của tên lửa được thiết kế hạn chế khói thải ra, làm giảm khả năng phát hiện của kẻ thù khiến nó khó bị phát hiện. ASRAM đã được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu của RAF và RAAF, bao gồm cả trong chiến tranh vùng vịnh, chiến tranh Kosovo và chiến tranh ở Afghanistan. Nó đã được chứng minh là một hệ thống vũ khí đáng tin cậy và hiệu quả, với tỷ lệ thành công trên 90% trong các cuộc giao tranh không đối không. Supercat 2 Mobility Transporter, gọi tắt là HMT, là một phương tiện địa hình linh hoạt được thiết kế cho cả mục đích quân sự và dân sự. Chiếc xe được sản xuất bởi Supercat, một công ty có trụ sở tại Phương quốc Anh, chuyên sản xuất các phương tiện có hiệu suất cao để hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt hmt có nhiều phiên bản khác nhau để đáp ứng các yêu cầu của từng loại hoạt động đặc thù sẽ có thể được trang bị nhiều hệ thống vũ khí thiết bị liên lạc và các thiết bị dành riêng cho nhiệm vụ đặc biệt phương tiện này cũng được thiết kế để có thể vận chuyển bằng đường hàng không tiện cho việc triển khai trong các môi trường xa xôi hoặc khó tiếp cận bằng đường bộ hmt đã được lực lượng vũ trang anh sử dụng trong nhiều vai trò khác nhau bao gồm trinh sát tuần tra và hỗ trợ hậu cần Phương tiện này cũng đã được xuất khẩu sang một số quốc gia khác, bao gồm Australia, Đan Mạch và New Zealand. Thiết kế chắc chắn và khả năng vượt địa hình của chiếc xe khiến nó rất phù hợp với các hoạt động quân sự. Ưu điểm của ASRAM so với các biện pháp đối phó trên trực thăng K-52 là khả năng chống lại các biện pháp đối phó điện tử, gọi tắt là ECM, và hồng ngoại, gọi tắt là IRCM. Hệ thống dẫn đường của tên lửa có khả năng lọc các tín hiệu của ECM và tập trung vào tín hiệu nhiệt của mục tiêu, khiến hệ thống ECM của trực thăng khó gây nhiễu cho tên lửa. Ngoài ra, tên lửa as còn có khả năng tấn công ngoài tầm nhìn. Điều này khiến cho máy bay trực thăng khó tránh tên lửa hơn bằng cách thực hiện các thao tác né tránh thông thường. Một ưu điểm khác của as là khả năng cơ động cao, cho phép tên lửa theo dõi và tấn công các mục tiêu linh hoạt như trực thăng Kanami 2, tên lửa có thể thực hiện các cú ngoặt ở tốc độ cao và điều chỉnh đường bay để đánh chặn mục tiêu, khiến trực thăng khó tránh được tên lửa. Bên cạnh đó, động cơ của tên lửa Astraam thải ra ít khói, điều này giúp làm giảm khả năng hiển thị của tên lửa trước các thiết bị cảm biến trên trực thăng Kanami 2, giúp tên lửa có thể tiếp cận mục tiêu một cách bất ngờ hơn. Quân đội Ukraine bao vây, đánh gục nhóm lính Nga ở Eurostany. Quân đội Ukraine đang đánh bật quân xâm lược Nga ra khỏi làng Eurochany thuộc vùng Donetsk, các quân nhân tấn công vào nhân lực của quân xâm lược và phá hủy kho đạn dược của chúng. Đơn vị trinh sát trên không của Eurotech đã sử dụng UAV để ghi lại cảnh phá hủy một kho đạn trong làng. Kho hàng nằm ở vùng ngoại ô của ngôi làng, ở phía nam của Eurochany. Thưa quý vị, tình báo Ukraine cũng phát hiện bộ binh Nga trong làng đang tiến về một trong những ngôi nhà. Sau đó nó bị quân đội Ukraine tấn công. Một mô tả được nói trong video rằng người lính Nga bị thương đã được đưa đến điểm sơ tán, nhưng có gì đó không ổn. Ngày 10 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia xác nhận các lực lượng Ukraine đã thành công một phần ở phía nam Ukraine theo hướng Urozen. Bà Hanna Malia nói, các lực lượng phòng vệ của chúng ta đã thành công một phần theo hướng của Urozen, Priutne và Verbot. Bây giờ, họ đang củng cố các ranh giới đã đạt được. Giờ đây, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục tiến hành một chiến dịch tấn công theo hướng Melitopol và Bedian. Gần đây, quân đội đã giải phóng ngôi làng Storomayoske, nằm rất gần Urozen được biết, các binh sĩ của lữ đoàn thủy quân lục chiến 35 và lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine đặc biệt làm việc theo hướng này. Như đã đưa tin trước đó, lực lượng phòng vệ Ukraine đang dán hỏa lực vào những kẻ xâm lược gần Kozachi Lahiri ở vùng Kherson. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.